báo Ấn Độ, VinFast đang đàm phán sơ bộ mua nhà máy công suất 200.000 xe một năm của Ford tại đây. Theo báo chí Ấn Độ, việc đàm phán mua lại một nhà máy tại đây sẽ giúp VinFast tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với xây nhà máy mới. Theo Autocar India, VinFast đang đàm phán để mua lại một nhà máy của Ford tại Chennai, bang Tamil Nadu, Ấn Độ. Dẫn lời một nguồn tin giấu tên, trang này cho hay VinFast đã đưa ra yêu cầu ban đầu với nhà máy của Ford và các cuộc đàm phán có thể đang ở giai đoạn sơ bộ. Chúng tôi tiếp tục khám phá các lựa chọn thay thế cho nhà máy Chennai và không có gì để bổ sung thêm. Người phát ngôn của Ford cho biết, trong khi đó VinFast mới đây đã công bố sẽ gia nhập thị trường Ấn Độ, đồng thời xây nhà máy công suất khoảng 50.000 xe một năm tại đây. Nhà máy tại Chennai của Ford có công suất khoảng 210.000 chiếc một năm, tức là lớn hơn nhiều so với mức công suất mong muốn của VinFast. Tuy nhiên, việc mua lại nhà máy này có thể giúp hãng xe Việt Nam tiết kiệm được khoản tiền lớn so với việc đầu tư một cơ sở mới. Mức định giá cho nhà máy này cũng chưa được hé lộ. Tuy nhiên, trước đó, nhà máy Sanand hiện tại của Ford tại Gujarat đã được bán cho Tata Motors với giá chưa đến 100 triệu USD và nhà máy hơn 25 năm tuổi này có thể có giá trị thấp hơn đáng kể. Tuy nhiên, nguồn tin của Autocar India cũng khẳng định VinFast còn tìm kiếm một số cơ sở khác với công suất tối thiểu 100.000 xe một năm và đã chấm được một số tại Gujarat và Tamil Nadu. Mẫu xe chủ lực của VinFast sản xuất tại Ấn Độ có thể nằm ở phân khúc B là phân khúc có nhu cầu lớn nhất của thị trường. Kế hoạch này không chỉ nhằm phục vụ thị trường nội địa mà còn sử dụng Ấn Độ làm cơ sở xuất khẩu cho các thị trường sử dụng tay lái nghịch trong nửa sau của thập kỷ này. Gần đây, VinFast đã bắt đầu tuyển dụng một số vị trí cho thị trường Ấn Độ, mặc dù mốc thời gian vẫn chưa rõ ràng. Các nguồn tin cho thấy hãng xe Việt đang chạy rất nhanh và có thể sẵn sàng bán xe trong năm tới. Trước mắt, VinFast sẽ bán xe nhập khẩu CBU, sau đó tiến hành lắp ráp nội địa CKD. Vài tháng trước, mẫu VF8 cũng đã được phát hiện chạy thử nghiệm tại Ấn Độ. Hiện tại, khá nhiều thương hiệu xe điện đang xếp hàng để gia nhập thị trường Ấn Độ. Kế hoạch của VinFast có thể sẽ sớm thành hiện thực bởi hãng không đối mặt với các rào cản như các hãng xe Trung Quốc cũng không yêu cầu những chế độ đặc biệt như Tesla. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.